Ngày hôm nay, bạn đẹp rất rực rỡ, bởi vì bạn lựa chọn thể hiện phẩm chất cao quý của mình, vẻ đẹp nội tâm của bạn, thông qua từng lời nói hành động của bạn khi tương tác với những người xung quanh. Bạn tỏa ra lực hấp dẫn tự tin, thu hút những người xung quanh đến với bạn. Mọi người đều cảm nhận rất rõ ràng ở gần bạn, vô cùng thoải mái và dễ chịu, bởi vì bạn luôn lắng nghe tích cực, nói những điều tích cực để truyền cảm hứng tích cực, nâng đỡ tinh thần cho những người xung quanh. Mọi người đều cảm nhận rất rõ ràng, bạn sẵn sàng cung cấp tất cả những nguồn tài nguyên bạn có, không ngừng hỗ trợ những người xung quanh bạn có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Mọi người rất tôn trọng và quý mến bạn. Chính vẻ đẹp nội tâm của bạn, trái tim nhân hậu của bạn luôn làm rạng ngời một ngày của ai đó. Hãy tiếp tục trao dồi vẻ đẹp nội tâm của mình qua thực hành lòng biết ơn, trao dồi lòng từ bi, lòng trắc ẩn, bao dung vị tha, tha thứ cho chính bạn và cho những người xung quanh bạn. Thế giới rất cần người giống như bạn. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.